Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraina đã điều động lữ đoàn dù tấn công số 82 tới khu vực Volchansk, một trong những trọng điểm giao tranh trong thời gian qua. Lữ đoàn 82 với xe tăng Challenger 2 là đơn vị đã kiểm soát Rabotino trong đợt phản công năm ngoái. Do vậy, phía Kiev hy vọng đơn vị sẽ giúp phá vây Volchansk. Hoạt động di chuyển của các xe bọc thép chở quân M1126 Striker phục vụ trong đội hình tác chiến của đơn vị này đã được ghi nhận vào tuần trước cho thấy hoạt động điều quân nghiêm túc đáng chú ý nhất đơn vị thiết giáp của lữ đoàn dù 82 nói trên được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực MBT Challenger 2 do Anh viện trợ một trong những loại MBT nổi tiếng nhất trên tiền tuyến Ukraine có thông tin cho rằng những phương tiện chiến đấu này sẽ lần đầu tiên dẫn đầu đội hình tấn công kể từ tháng 9 năm ngoái sau một thời gian khá dài gần như biến mất khỏi tiền tuyến giới chức quân sự và chính trị Ukraine rất hy vọng đơn vị tình nguyện nhất của họ sẽ tạo ra bước ngoặt trên tiền tuyến, nhưng có lo ngại cho rằng những cỗ chiến xa nói trên chưa được chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên với trọng lượng gần 63 tấn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cơ động của nó và sẽ không đặc biệt hữu ích trong trận chiến tại địa hình nhiều bùn lầy. Nhưng bỏ qua yếu tố này, không thể phủ nhận Challenger 2 là một chiếc xe tăng rất lợi hại. Nó sẽ phát huy tốt ưu điểm khi nằm trong tay đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của lực lượng vũ trang Ukraina. Trước đó, máy bay tiêm kích đa năng Su-34 của Nga thả bom nhiệt áp hạng nặng ODAB 1500 làm cứ điểm quân đội Ukraina ở bờ nam sông Volchansk lập tức biến thành than. Anna News đưa tin, thời điểm đó lực lượng Ukraina cố thủ trong thành phố đã phải đối mặt với các cuộc không kích và pháo kích không ngừng nghỉ. Cùng với pháo binh, không quân chiến thuật Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu ở bờ nam sông Volchia quân đội Nga sử dụng nhiều loại vũ khí nhắm vào các vị trí này. Điểm nổi bật của trận chiến chắc chắn là màn trình diễn ấn tượng của máy bay tiêm kích đa năng Su-34 liên tục dội bom lượn có điều khiển xuống mục tiêu. Đáng chú ý, lần đầu tiên tại mặt trận này, một quả bom nhiệt áp cỡ lớn ODAB-1500 đã được sử dụng. Đây là loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp, chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Quả bom đã đánh trúng một điểm triển khai tạm thời của lực lượng Kiev. Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại lớn cho tòa nhà và gây thương vong cho các lực lượng bên trong do sóng xung kích dữ dội. Những tổn thất chính xác vẫn đang được đánh giá. Một đoạn video về cuộc tấn công bằng bom nhiệt áp đã xuất hiện trên mạng xã hội. Việc Nga dùng bom nhiệt áp ODAB-1500 để tấn công có thể khẳng định mục tiêu đó rất quan trọng. Một khi đánh trúng mục tiêu, binh sĩ Ukraine trong tòa nhà sẽ chết ngạt hoặc bị nhiệt độ cao bốc hơi ngay lập tức hoặc thậm chí bị đốt cháy thành than. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Madrid ngày 27 tháng 5, Tổng thống Zelensky nói rằng việc Tây Ban Nha tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới sẽ là bước đi quan trọng. Ông cho biết đến thời điểm hiện tại, 90 quốc gia đã xác nhận tham dự và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các lãnh đạo thế giới để có thêm nhiều quốc gia tham dự hơn. Cùng lúc đó, Mỹ thông báo sẽ cử đại diện tới hội nghị ở Thụy Sĩ vào tháng tới nhưng chưa tiết lộ cụ thể. Tổng thống Zelensky từng kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của lãnh đạo hai quốc gia này là rất quan trọng. Nga và Ukraine từng tiến hành đàm phán về giải pháp chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình khi cuộc xung đột quân sự bùng phát không lâu. Trong đó tại vòng đàm phán trực tiếp ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 đã mang lại những tín hiệu tích cực nhất. Đoàn đàm phán Nga cũng đã nhận được đề xuất bằng văn bản của phía Ukraine về một thỏa thuận giữa các bên được xây dựng một cách rõ ràng trong đó đề cập tới lệnh cấm sản xuất, triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời cấm các hoạt động triển khai căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine đã chấp thuận quy chế phi hạt nhân và trung lập hóa nếu nhận được những bảo đảm nhất định về an ninh. Thế nhưng sau những tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán tại Istanbul, hai bên Nga và Ukraine không có vòng đàm phán nào tiếp theo, thay vào đó là xung đột diễn ra ngày càng khốc liệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 2 năm nay lần đầu tiên cho biết đã có 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Phía Mỹ cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều với khoảng gần 70.000 binh sĩ thiệt mạng và từ 100.000 đến 120.000 binh sĩ bị thương, đồng thời đưa ra con số thương vong về phía Nga là khoảng 300.000 binh sĩ. Cho dù chưa có con số thống kê chính thức nào về tổn thất của hai phía trong cuộc xung đột, song đó chắc chắn là tổn thất rất nặng nề về cả người và vật chất với cả hai phía tham chiến trực tiếp cuộc xung đột giữa nga và ukraine càng kéo dài thì càng gây những hậu quả nặng nề về nhân đạo chính trị an ninh và kinh tế cho không chỉ các bên trực tiếp tham chiến mà còn với rất nhiều quốc gia khác nguy cơ tiếp tục đẩy nền kinh tế toàn cầu vào khó khăn làm tổn thương tới hàng tỷ người nghèo với thế rằng co trên chiến trường hiện nay cuộc xung đột giữa nga và ukraine có thể còn kéo dài mà có thể không bên nào giành được chiến thắng bằng biện pháp quân sự đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình là con đường mà các bên đều sẽ phải đi. Ông Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary, một thành viên của NATO, ngày 24 tháng 5 vừa qua khẳng định chỉ có đàm phán hòa bình mới giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tập đoàn Kalashnikov của Nga vừa bàn giao lô tên lửa phòng không dẫn đường 9M333 cho quân đội nước này. Theo thông cáo của tập đoàn này, lô tên lửa được chuyển giao có số lượng rất lớn. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về vũ khí này vẫn chưa được tiết lộ. Tên lửa phòng không dẫn đường 9M333 nâng cấp có độ chính xác cao được sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng không Stella 10M3. Hệ thống phòng thủ tên lửa này có thể bắn hạ trực thăng, máy bay cũng như tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tên lửa 9M333 do tập đoàn Kalashnikov chế tạo và được đưa vào sản xuất vào cuối năm 2020 việc Kalashnikov bàn giao lô tên lửa này có thể được coi là một câu trả lời của Nga cho sự bắt đầu hiện diện của chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất trên chiến trường Ukraine. Trang Army Recognition nhận xét như vậy. Theo trang này, chiến trường Ukraine cũng là nơi cho phép đánh giá mức độ thành công và hiệu quả của những loại vũ khí này, hiện cho thấy tỷ lệ hiệu quả là 80%. Mục tiêu chính của tên lửa 9M333 phóng từ hệ thống Stella 10M3 là cường kích Su-25 và trực thăng quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine. Tên lửa phòng không 9M333 là hệ thống vũ khí cực kỳ tinh vi được chế tạo cho một loạt các tình huống phòng thủ. Nó thuộc dòng tên lửa đất đối không mở rộng của Nga và được đánh giá cao về tính linh hoạt và hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu các mối đe dọa trên không. Với chiều dài khoảng 2,23 m và đường kính khoảng 0,12 m, tên lửa 9M333 có kích thước nhỏ gọn. Điều này giúp nó dễ dàng được tích hợp vào các nền tảng phóng khác nhau do đó nâng cao tính linh hoạt trong vận hành. Tên lửa 9M333 được dẫn động bởi động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Hệ thống động cơ đẩy này mang lại tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao, cho phép tên lửa tăng tốc nhanh chóng và duy trì đường bay liên tục về phía mục tiêu. Các thành phần chính của tên lửa bao gồm hệ thống dẫn đường, đầu đạn, bộ phận đẩy và bề mặt điều khiển. Thông thường, hệ thống dẫn đường bao gồm các cảm biến hồng ngoại và quang học cho phép tên lửa theo dõi và tấn công mục tiêu với độ chính xác vượt trội. Tầm hoạt động của tên lửa 9M333 là khoảng 5 km. Phạm vi này cho phép 9M333 chống lại hiệu quả nhiều mục tiêu trên không khác nhau, chẳng hạn như máy bay, trực thăng và máy bay không người lái UAV drone trong khoảng cách tương đối ngắn tính từ điểm phóng. Về kích thước, Stella 10M3 có chiều dài khoảng 6,45m, chiều rộng 2,85m và chiều cao 2,3m. Với trọng lượng khoảng 12,3 tấn, Stella 10M3 vẫn nhẹ hơn so với một số hệ thống cùng loại đảm bảo khả năng cơ động cao. Kiếp lái gồm 3 đến 4 thành viên, bao gồm lái xe, chỉ huy và các chuyên viên vận hành. Các bộ phận thiết yếu của Stella 10M3 có thể kể đến là khung gầm MTLB, tháp pháo được trang bị 4 tên lửa 9M 37M sẵn sàng phóng, hệ thống quan sát quang học và hệ thống điều khiển hỏa lực. Tên lửa 9M 37M được trang bị đầu dẫn đường hồng ngoại, cho phép chúng theo dõi và thu thập tín hiệu nhiệt của máy bay đang lao tới. Mặc dù bao gồm một radar để thu thập và theo dõi mục tiêu, nhưng hệ thống này chủ yếu phụ thuộc vào dẫn đường quang học và hồng ngoại. Stella 10M3 có khả năng đánh chặn với tên lửa dẫn đường hồng ngoại được phóng từ các bệ phóng gắn trên tháp pháo. Sau khi phát hiện mục tiêu, chuyên viên vận hành sẽ khóa mục tiêu bằng hệ thống ngắm quang học và sau đó tên lửa sẽ bám theo dấu hiệu nhiệt của mục tiêu, điều chỉnh hướng đi của nó để đảm bảo bắn trúng thành công. Hệ thống có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao từ 25m đến 3.500m và khoảng cách lên tới 5 km. Khả năng hoạt động của Stella 10M3 chủ yếu nhờ tên lửa 9M37M có tầm bắn tối đa khoảng 5 km và có thể tấn công các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 415 m một giây. Nhờ tính cơ động và tầm bắn hiệu quả kết hợp với khả năng nhắm mục tiêu mạnh mẽ, Stella 10M3 là công cụ quan trọng để cung cấp khả năng phòng không cho lực lượng mặt đất trong các tình huống chiến đấu khác nhau. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho hay, Moscow đang tập trung lực lượng ở khu vực Bengorod, giáp với hai tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. ISVK nhận định, hành động của Nga có thể nhằm kéo căng quân dự bị đối phương, ghim chặt lực lượng Ukraine ở vùng biên giới để họ không có cơ hội củng cố phòng tuyến, cuối cùng nhằm mở rộng kiểm soát phía đông bắc Ukraine. Nhận định được ISVK đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cho biết, quân đội Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công mới và đang tập trung các nhóm có quy mô chưa xác định gần biên giới cách Kharkov khoảng 90 km về phía tây bắc. Tại Kharkov, các nhóm tình nguyện của Ukraine đang căng mình để chống lại những đợt tấn công của Nga. Một trong số đó là nhóm Piki Blider, hay còn gọi với cái tên bóng ma nước Anh. Theo BBC, Oleksandr chỉ huy nhóm Piki Blider cho biết tên gọi của nhóm được đặt theo một bộ phim truyền hình đình đám. Khi xung đột nga-Ukraine bùng nổ, các thành viên của đội ban đầu chỉ mặc đồ dân sự, cầm súng ngắn để bảo vệ các đường phố như một cảnh trong bộ phim ăn khách. Tuy nhiên, giờ họ đã không còn là một nhóm tình nguyện viên trang bị nghèo nàn, mà trở thành đội quân Picky Blider công nghệ cao, sử dụng máy bay không người lái UAV nhỏ được sản xuất hàng loạt, giá rẻ để bảo vệ đất nước. Khẩu hiệu của nhóm là tìm và diệt. Viên chỉ huy này cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát, đội quân Picky Blider đã loại bỏ hoặc làm bị thương 100 binh sĩ Nga. Nhóm này hoạt động như một lực lượng không quân nhỏ với hàng chục UAV và một kho bom dùng để phá hủy xe tăng và nhắm vào các nhóm bộ binh hoặc binh sĩ nga riêng lẻ nhóm picky blider thả bom hoặc dùng uav góc nhìn thứ nhất để lao thẳng vào mục tiêu vào ngày phóng viên bbc tới gặp gỡ đội quân này đang tìm kiếm mục tiêu mới bbc cho hay đội picky blider đã đạt được một số thành công bằng chứng là binh sĩ nga phải ẩn nấp ngoài việc loại bỏ đối thủ đội quân này còn dùng các uav cỡ lớn để lấy vũ khí của những người này anton anh trai của alexander đồng thời là một thành viên của đội thừa nhận Chúng tôi có thể ngăn chặn binh sĩ Nga bằng UAV và làm tổn thương họ, nhưng không đủ để giành chiến thắng. Người đàn ông này cho biết, chỉ các loạt vũ khí tầm xa nhắm vào lực lượng Nga ở bên kia biên giới mới có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công. Lực lượng Nga hiện đã tìm ra cách gây nhiễu tín hiệu của đội quân trên bằng các thiết bị điện tử. Trong một ngày, đội Picky Blader đã mất 4 đến 5 chiếc UAV do tín hiệu bị chặn trước khi máy bay lao vào mục tiêu. Alexander nói rằng, trước đây họ sợ thế giới mất dần sự quan tâm đối với tình hình ở Ukraine. Cuộc tấn công mới của Nga vào Kharkov đã nêu bật những thiếu sót trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev và những căng thẳng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt, gồm gian trải quân bị áp đảo về lực lượng. Một quan chức Ukraine cấp cao cho biết, gói viện trợ mới nhất mà Mỹ dành cho Ukraine có lẽ chỉ đủ cho các chiến dịch phòng thủ tới cuối năm nay. Sau nhiều tháng kêu gọi, Ukraine cũng được phương Tây phản hồi về việc cung cấp các máy bay chiến đấu F-16. Theo đó, Kiev sẽ nhận được tiêm kích từ các nước Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ sau khi phi công nước này hoàn thành khóa huấn luyện và cơ sở hạ tầng bảo trì máy bay được chuẩn bị đầy đủ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Lãnh đạo này nhấn mạnh để Nga không chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. Không quân Ukraine đang hy vọng những tiêm kích F-16 Fighting Falcon đầu tiên do các đồng minh phương Tây viện trợ sẽ kịp tham chiến vào tháng 6 này, qua đó có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Ngoài nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho mặt đất, Kiev còn hy vọng tiêm kích F-16 sẽ xóa bỏ ưu thế trên không của Nga cụ thể là chiến đấu chống lại các dòng chiến đấu cơ Su-30SM, Su-35S và đặc biệt là Su-57 Lần thuộc thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, rõ ràng tính năng tàng hình tiên tiến của chiến đấu cơ thế hệ 5 do Nga chế tạo sẽ tạo ra nguy cơ nghiêm trọng cho F-16, kể cả khi chúng đã được hiện đại hóa. Ấn phẩm Newsweek nhấn mạnh cho biết, chiến đấu cơ Su-57 của Nga có một số lợi thế rõ rệt khi đặt cạnh F-16. Khác với F-16, nó có thể trao đổi thông tin với trạm radar trên mặt đất để mở rộng khả năng nhận thức tình huống. Bên cạnh đó, dự kiến trong thời gian tới, tiêm kích Su-57 của Nga còn mạnh mẽ hơn nhiều khi được tích hợp động cơ giai đoạn 2 mang tên Isdelige 30 cùng tên lửa không chiến tầm xa R-37M. Cải tiến này giúp Su-57 mạnh vượt trội so với hiện nay ở cả lĩnh vực không chiến trong và ngoài tầm nhìn, khiến tranh lệch sức mạnh với F-16 ngày càng lớn hơn. Sẽ rất khó để F-16 Ukraine chế áp được khả năng tấn công mặt đất của tiêm kích Su-57 bằng cách đánh chặn nó từ xa, bởi rất dễ xảy ra kịch bản ngược lại, đó là chiếc Fighting Falcon sẽ bị felon bắn hạ mà chưa kịp đưa ra phản ứng. Bên cạnh đó, báo cáo của văn phòng kế toán tổng hợp Mỹ năm ngoái đã cho F-16 vào danh sách những máy bay quân sự khó bảo trì nhất. Mark Cancian, cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, kiêm cố vấn cấp cao trung tâm chương trình an ninh nghiên cứu chiến lược quốc tế cho rằng đây có thể là thách thức đối với Ukraina khi tiếp nhận F-16. you <music>